Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder đưa ra khả năng binh sĩ Triều Tiên trở thành bia đỡ đạn nếu họ được triển khai ở Ukraine để chiến đấu bên cạnh quân Nga. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin hôm 26 tháng 6. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang theo dõi chặt chẽ sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Ông Ryder nói trong cuộc họp báo hôm nay rằng, nếu tôi là tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, tôi sẽ đặt câu hỏi về việc gửi lực lượng của mình có làm bia đỡ đạn trong cuộc chiến Ukraine hay không. Ngoài ra, ông Ryder cũng lên tiếng làm rõ tin Hàn Quốc nên xem xét lựa chọn hạt nhân trong bối cảnh hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh, chính sách của chúng tôi về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên không thay đổi. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh từ Hàn Quốc, Nhật Bản và các khu vực khác để đảm bảo an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong một diễn biến khác, theo Brada, ISVK báo cáo rằng, quân đội Nga hiện đang tiến hành cải cách quy mô lớn, bao gồm việc thành lập các đội hình vũ trang tổng hợp mới ở cấp quân đoàn. Các nguồn tin Ukraine cũng đề cập đến quân đoàn 51 và cho rằng lực lượng này có thể liên quan đến việc Nga thành lập một quân đoàn vũ trang tổng hợp mới để triển khai tới Ukraine. Theo đó, Đại tá Yuri Bok, người phát ngôn của nhóm chiến lược tác chiến Kharkov của Ukraine, tiết lộ vào ngày 23 tháng 6 rằng quân đội Nga có kế hoạch triển khai các đơn vị của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 9 thuộc quân đoàn 51 tới khu vực Kharkov. Ông Bob nói thêm rằng các đơn vị Nga cũng được điều động từ Kherson và các địa điểm không xác định khác để tăng viện cho mặt trận Kharkov. Tương tự vậy, Trung tá Naza Voloshin, người phát ngôn của nhóm chiến lược hoạt động Khotysia của Ukraine ngày 25 tháng 6 cho biết, lực lượng Nga có mục tiêu chuyển các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155, Hạm đội Thái Bình Dương và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 9 của quân đoàn 51 đến Kharkov để bù đắp cho những tổn thất của Nga tại mặt trận này. ISVK gần đây lưu ý các báo cáo rằng lực lượng Nga đã chuyển các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 155 và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 9 từ các khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố Donetsk đến mặt trận Kharkov. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 6, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Mỹ vì hỗ trợ quân sự mở rộng cho Ukraine, đồng thời Bình Nhưỡng khẳng định ủng hộ nỗ lực của Nga như một hành động tự vệ chính đáng. Trong tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA phát đi, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Park Chung-chul nhấn mạnh, nếu giới cầm quyền Mỹ tiếp tục liều lĩnh, đẩy cỗ máy chiến tranh của họ vào Ukraine để tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ hơn từ phía Moscow. Ông Park Chung-chul giải thích thêm, quyền tự vệ của Nga là thực hiện một cuộc phản công chiến lược để bảo vệ an ninh quốc gia khỏi mối đe dọa ngày càng trầm trọng do các thế lực thù địch gây ra. Bất kỳ hành động đáp trả nào do Nga thực hiện sẽ là hành động tự vệ hợp pháp. Theo vị quan chức Triều Tiên, nước này sẽ luôn sát cánh cùng quân đội và nhân dân Nga trong cuộc đấu tranh chính nghĩa để bảo vệ chủ quyền, ổn định chiến lược và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước họ. Đặc biệt, ông Park chỉ trích Mỹ vì gần đây đã nới lỏng thỏa thuận để Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, tấn công xuyên biên giới và lãnh thổ của Nga và bất cứ nơi nào lực lượng Nga đang tham gia, không chỉ ở khu vực Kharkov như đã giao kèo trước đó, nhấn mạnh lần này Mỹ đã đi quá xa. Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Triều Tiên và gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, nơi hai nhà lãnh đạo ký kết hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược, trong đó có điều khoản về cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có hành vi gây hấn chống lại một bên. Tuần trước, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hoàn toàn ủng hộ chiến dịch của Nga ở Ukraine và cam kết tăng cường hợp tác chiến lược với Moscow tại hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, tờ UA Wire đưa tin, trong trận chiến ác liệt gần Chasovia ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, một chỉ huy cấp cao của Nga tên là Alexander Lapshin được cho là đã thiệt mạng cùng với gần như cả tiểu đoàn của ông. Theo UA Wire, sĩ quan cấp cao Nga Lapshin giữ chức tiểu đoàn trưởng sư đoàn dù cận vệ 98 của lực lượng vũ trang Nga. Được biết, ông đã tử trận khi cố gắng chỉ huy tiểu đoàn tiến lên theo hướng Chasovia. Các nguồn tin của Nga cho biết, một thông tin đau buồn đến từ tiền tuyến. Chỉ huy Alexander Lapshin
thuộc sư đoàn dù cận vệ 98 từ Ivanovo đã tử trận. Gần như toàn bộ tiểu đoàn đã bị tiêu diệt trong trận giao tranh ác liệt ở Chasovia. Ngoài ra, một chỉ huy khác của Nga tên là Monak cũng được cho là đã thiệt mạng ở mặt trận Donetsk. Thông tin này hiện chưa được xác minh. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đang tiếp tục nỗ lực tiến tới Chasovia, nơi đang diễn ra giao tranh tích cực nhất trên mặt trận Donetsk. Quân đội Ukraine tuyên bố trên Telegram rằng lực lượng Ukraine đang củng cố phòng thủ ở khu vực này một cách đáng tin cậy và đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga một cách hiệu quả. Trước đó có thông tin cho rằng quân đoàn quốc tế Ukraine đã được triển khai tới Chasovia để tăng cường phòng thủ cho mặt trận này. Hôm 21 tháng 6, Naza Voloshin, người phát ngôn của nhóm lực lượng Khotysia, nói với Interfax Ukraine rằng quân đội Nga đã bắt đầu tấn công Chasovia từ hướng Torez vài ngày trước. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 Ukraine cũng cho biết lực lượng này đã được tái triển khai để tăng cường khả năng phòng thủ thành phố chiến lược trên cao Chasovia, nơi có khả năng mở ra cho Nga con đường tiến sâu hơn vào Donetsk. Ông Voloshin cho biết, trong tuần qua, Nga liên tục tấn công, có các đợt tấn công trực diện bằng cơ giới hóa vào Chasovia và các nhóm nhỏ tối đa 5 người đang cố gắng đột nhập vào Novy và Kanan. Theo các quan chức quân sự Ukraine, quân đội Nga đã 3 lần cố gắng tiếp cận các vị trí của Kiev gần Chasovia và Klitschka, đồng thời cho biết thêm rằng tình hình nằm trong tầm kiểm soát và giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Ông Voloshin nhấn mạnh, các đơn vị phòng vệ đang kiềm chế hiệu quả các mũi xung kích nguy hiểm của đối phương và củng cố vị trí của họ trong khu vực. Các lực lượng của Nga đã tăng cường tấn công ở tỉnh Donetsk, tập trung nỗ lực vào Chasovia. Bằng cách tấn công các khu định cư gần đó như Ivanisk, Moscow đang cố bao vây thành phố. Nếu Nga thành công chiếm được Chasovia, họ sẽ có khả năng tiến sâu hơn vào khu vực Donetsk. Thưa quý vị, quân đội Nga mới đây tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công phối hợp chính xác nhằm vào một địa điểm huấn luyện phi công và nhân viên kỹ thuật của không quân Ukraine. Hãng thông tấn Sputnik trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang Moscow đã tiến hành vụ tấn công nói trên bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, phóng từ ngoài biển sáng ngày 23 tháng 6. Trước đó cùng ngày, truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ xảy ra ở khu vực thủ đô Kiev, vùng Kharkov và vùng Zhytomyr. Còi báo động không kích đã vang lên ở 15 vùng trên khắp đất nước. Trong một tuyên bố riêng rẽ, nhóm chiến đấu SEN của Nga cho biết đã gây tổn thất cho 5 lữ đoàn Ukraine, đẩy lùi 6 đợt phản công và khiến đối phương mất tới 430 binh sĩ trong 24 giờ. Theo họ, các lực lượng vũ trang Kiev cũng mất 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 7 phương tiện, 1 lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm, 2 lựu pháo M-STAR-B 152mm, 1 pháo tự hành Vostika 122mm, 2 lựu pháo D-30 122mm và 1 súng chống tăng MT-12 100mm. Đài RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga thông tin, binh lính Ukraine đã phóng nhiều tên lửa tầm xa Atacms, trang bị đầu đạn chùm do Mỹ sản xuất để tập kích Crimea, bán đảo đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev hôm 23 tháng 6 đã báo cáo về vụ tấn công trên đầu tiên. Theo quan chức này, ít nhất 3 người, bao gồm cả 2 trẻ em đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương trong vụ việc. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận sự việc và nói thêm rằng, vụ tấn công xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày 23 tháng 6 theo giờ địa phương. Các quan chức lưu ý, vụ không kích có sự tham gia của 5 tên lửa Atacms, với 4 trong số đó đã bị phá hủy trên không. Tuy nhiên, một tên lửa Atacms còn lại đã bị lực lượng phòng không địa phương làm hư hại, đổi hướng và phát nổ trên bầu trời thành phố Sevastopol. Hậu quả là các mảnh bom chùm rơi xuống, dẫn đến nhiều thương vong cho dân thường. Giới chức Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận cho các phát biểu của phía Nga. Thưa quý vị, sau vụ tấn công vào Crimea làm hơn 120 người thương vong, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã tuyên bố sẽ tìm kiếm phản ứng quốc tế, còn Bộ Quốc phòng nước này yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm chính về vụ tấn công. Báo The Kiev Independent cho biết vào sáng ngày 23 tháng 6, nhiều kênh Telegram của Liên bang Nga đã đăng tải hình ảnh và video về vụ tấn công gây nhiều thương vong nhằm vào thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea, vốn bị sáp nhập vào Liên bang Nga từ năm 2014. Hãng Anadolu dẫn phát biểu của Thứ trưởng Y tế Liên bang Nga Alexei Kuznetsov cho biết thêm,
vụ tấn công khiến 124 người, trong đó có 27 trẻ em bị thương ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau. Trong khi đó, ông Mikhail Razvozhaev, thống đốc Sevastopol do Liên bang Nga bổ nhiệm nói rằng đã có ít nhất 3 người thiệt mạng do vụ tấn công. Ủy ban điều tra Liên bang Nga tuyên bố đã mở một vụ án hình sự để xác định tình tiết vụ việc và những người liên quan đến vụ tấn công khủng bố, đồng thời đánh giá hành động của họ về mặt pháp lý. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa ATACMS được trang bị đầu đạn chùm, trong khi một tên lửa khác đã đi chệch khỏi đường bay và phát nổ trên bầu trời Sevastopol. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, tất cả các nhiệm vụ bay của tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine đều do các chuyên gia của Mỹ thực hiện, dựa trên dữ liệu trinh sát vệ tinh của Mỹ. Do đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhấn mạnh trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa có chủ ý nhằm vào dân thường ở Sevastopol, chủ yếu thuộc về Washington, quốc gia đã cung cấp vũ khí này cho Ukraine, cũng như chế độ Kiev, nơi mà cuộc tấn công này được phát động. Thưa quý vị, lực lượng đặc biệt của Mỹ được cho là đã hợp tác với lữ đoàn Azov khét tiếng, bất chấp lệnh cấm của Bộ Ngoại giao. Theo một bức ảnh được chỉ huy Azov chia sẻ hồi đầu năm nay, các giảng viên người Mỹ đang huấn luyện cho các thành viên của lữ đoàn Azov vài tháng trước khi Bộ Ngoại giao Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm hỗ trợ quân sự cho đơn vị này. Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao thông báo rằng, sau khi xem xét kỹ lưỡng, họ đã xác định rằng lữ đoàn Azov không liên quan đến bất kỳ vi phạm nhân quyền nào và sẽ đủ điều kiện nhận viện trợ quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, một bức ảnh được đăng tải lên tài khoản mạng xã hội của lữ đoàn vào tháng 3 cho thấy, chỉ huy đơn vị Andrei Spider Ignatiuk đã nhận được chứng chỉ sau khi người của ông hoàn thành khóa huấn luyện cho Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Mỹ tại châu Âu tổ chức. Giấy chứng nhận do một người lính Mỹ trao cho Ignatiuk có đề tháng 12 năm 2023. Chú thích bên dưới bức ảnh giải thích rằng khóa học tập trung vào hợp tác dân sự, quân sự và còn có sự tham gia của các giảng viên từ các quốc gia châu Âu khác. Bức ảnh thứ hai cho thấy một nhóm lớn có vẻ là quân đội Mỹ, Ba Lan và Ukraine cầm quốc kỳ của nhau cùng với lá cờ của lữ đoàn Azov. Trong một báo cáo về bức ảnh được công bố hôm 22 tháng 6, tờ The Intercept tuyên bố rằng Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và lữ đoàn Azov đều từ chối bình luận về hoạt động huấn luyện rõ ràng. Được thành lập bởi người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng Andrei Bilesky vào năm 2014, tiểu đoàn Azov có đầy đủ thành viên của các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc da trắng và tân quốc xã nhỏ hơn và chiến đấu bên phe Kiev chống lại các lực lượng thân Nga ở vùng Donbass cùng năm đó. Đơn vị này chính thức được sáp nhập vào lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine với tên gọi Trung đoàn Azov vào năm 2015 và mở rộng thành lữ đoàn Azov lớn hơn vào năm 2023 khi đơn vị này được xây dựng lại sau khi bị lực lượng Nga gần như phá hủy ở Mariupol vào mùa hè trước. Trong suốt lịch sử kéo dài hàng thập kỷ, lữ đoàn Azov đã sử dụng rất nhiều hình tượng của Đức Quốc xã mới trên chiến trường, bao gồm cả biểu tượng Wolf Angels. Biểu tượng chữ Runic này đã được một số sư đoàn Đức sử dụng trong Thế chiến thứ 2, bao gồm cả sư đoàn thiết giáp SS số 2. Giới chức Mỹ chưa làm rõ thời điểm họ áp đặt lệnh cấm viện trợ quân sự cho đơn vị. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với The Intercept rằng họ coi lữ đoàn Azov hiện tại khác biệt đáng kể so với tiểu đoàn Azov đi trước và việc hỗ trợ cho lữ đoàn sau vẫn bị cấm về mặt kỹ thuật. Năm 2018, Quốc hội Mỹ cũng cấm vận chuyển vũ khí cho tiểu đoàn Azov với lý do lực lượng này có mối liên hệ với hệ tư tưởng Đức Quốc xã mới. Tuần trước, Ủy ban Thẩm định Hạ viện Mỹ đã viết lại văn bản của lệnh cấm ban đầu để bao gồm tiểu đoàn Azov, lữ đoàn tấn công riêng biệt thứ 3 hoặc bất kỳ tổ chức kế nhiệm nào. Một thay đổi sẽ cấm chuyển vũ khí cho lực lượng dân quân ban đầu, một đơn vị của lực lượng đặc biệt Ukraine do Bilesky chỉ huy và phiên bản hiện tại của lữ đoàn Azov. Sau khi văn bản mới được thông qua, việc cung cấp viện trợ quân sự cho lữ đoàn Azov sẽ bị Quốc hội Mỹ cấm nhưng vẫn được Bộ Ngoại giao cho phép. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!